rồi kỹ thuật đánh xăng liên cho hình bi này đây chúng ta gặp những hình bi mà khi chúng ta đánh bình thường á là đánh vô con 40 nè dù bi chủ chúng ta nằm đây thì đầu tiên bạn phải biết về băng sót của xăng liên đã Cho anh em hỏi á, là cái cách đánh xăng liên thế nào đầu tiên mình giải hết nha xăng liên nguyên tắc đầu tiên á, là mũi cơ thấp ở dưới đáy ở dưới đáy bi thứ hai á, là mình đánh sắn cơ tới để tạo ra cái đường cong cho cái bi nó, nó tạo ra cái góc mới nếu như chúng ta đánh không có phê chúng ta đánh vô nút 40 thì bị dướng cái đỏ đúng không nhưng mà nếu như đánh xăng ly chúng ta được quyền đánh vô tới 30 nè, không mất phê nè. Trên cái đường cong này nó rớt xuống nè, đó. Là nó có thể trúng được cái bi này, hiểu không? Đó. Nó có thể trúng được cái bi này các bạn, né được trái đỏ, hiểu không? Tạo ra đường cong né trái đỏ là cái bi này trúng nè. Thì bây giờ á đó... Ủa. trúng như vậy không ta? Xa vàng này xa rồi. À, hình này nó mới đúng nè. Ok. Đó. Bi bự bitbon nè né được chế đỏ là chúng thôi đánh chúng cái bi này cũng vui lắm á rồi dậu đi ra đánh vô con 30 nha không bấm phê dưới đấy nha tạo đường công ok không đó là bạn hiểu về cái vị trí của trái bi khi mà gốc dậu bình thường bộ 50 nó là 50 nhưng mà bộ xăng ly thì nó sẽ là 30 nhớ chưa bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang ly khi chúng ta đánh những cú bi gọi như là những cái cú bi mà nó bị mất gốc đúng không năm băng và năm băng và tứ băng nè à, năm băng là dễ tứ băng các bạn nè à, những hình bi này biết đây giờ nó nằm dày các bạn đánh theo bình thường là không được nó té vô kè đúng không đó khó nè nên chúng ta phải đánh mỏng không những chúng ta đánh mỏng cái đỏ mà chúng ta còn phải trắng liếm ta được quyền để phê thuận lẫn phê nghịch luôn nha nghịch thì nó kéo xuống nhiều hơn được chưa bánh mỏng trái cắm cơ xuống đâm xiên qua đâm thẳng tới luôn thì nó sẽ tạo ra cái đường cong ôm vô lại rồi, giờ mình canh mỏng trái nè cái này phải dằn lại xíu nè đó đâm vô nghe không ok đó là cái cách mà chúng ta xử lý cái bi xăng ly xăng ly mà chúng ta biết kỹ thuật đánh xăng ly nó áp dụng được nhiều hành vi lắm rồi hình vi tiếp theo phải buộc sử dụng kỹ thuật xăng ly ồ cái này thì cực khó luôn các anh em cực khó nha à, anh em để nè cái đỏ nút bốn bốn mươi cái bi mình độ xiên nhiêu xiên gỏi dày nè 60 luôn 60 nha anh em nhớ nha đỏ 40 trắng 60 chúng ta đánh về dậu bằng cách nào chỉ có đánh xăng ly thôi thấy không mỏng trái cấm cơ tạo ra một đường cong hoàn thà lơ vô tẹt cơ cái trái bi này phải bén tay lắm thực ra mình cũng không chắc chăm chăm trái bi này đánh trúng đâu xin phép anh em thấy mình phải đánh hai lần nữa à, lần giảm khéo lắm mới được nha đi khó mà cái thật sân lý giúp mình giải những tình huống vậy đúng rồi khó chạm đó chứ nó công nữa đó, đẹp không quá đẹp không xin phép trước đánh hai lần không cái chưa nó tạo ra cái đường công mà phải tập nhiều lắm cái bi nó phải chạm mỏng gân tay phải bén thẳng tới mình phải đánh hai lần với mấy anh em mới tập khi anh em đánh hai ba chục lần chúng đó anh em có dễ nha bi đó, để bi kaze nằm 40 tôi mình 60 thử rồi là cái độ công của chế bi nó phải rất là nhiều đúng không ra hình bi xịn luôn chúng em may mắn ra được hình bi sườn luôn thấy không rồi xăng ly còn hình kỹ thuật để dùng cho tình huống nào nữa đây là một tình huống xăng ly ball rất hay nếu chúng ta đánh được đạn xăng ly hình xăng ly bít bon nè các bạn chú ý nha quá bít bon luôn nè khi chúng ta gặp một tình huống như vậy chúng ta không biết đánh đòn xăng ly á thì chúng ta không còn đường nào để đánh chân giờ cúp cô ba là dạng đá nè cúp về kia không được nè kẹp đánh đỏ không được nè không có đánh gì được ngoài đòn xăng ly hết chúng ta đánh xăng ly lên nè băng ngắn nè quay về băng ngắn nè ôm băng chạy dọc dừa nè thấy không rồi điểm chúng mình đo đạt á mình đánh quen rồi sẽ đánh lên khoảng mươi 22 đi điểm này khu vực này đây khu vực này mình sẽ đánh vô rồi cấm cơ hướng nó phê nhẹ tạo ra một đường cong cho cái bi bây giờ quá bự luôn ai à, lâu cái gì, dơ quá à, giờ dơ 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 bây giờ bây giờ đó các bạn ha bây giờ <laughs> nhưng mà chụp lẻ lớn bạn không à đẹp không quân đi bi coi đã không bi công công dịu dịu mà chạy thẳng dọc dừa bit bon bự chút ok đó là xong cái nội dung video ngắn về săn ly Nhưng mà tập cú săn ly này thì tương đối sẽ khó các bạn những cái các bạn cái tay mày phải bén những anh em nào mà có chơi bia clip á mà hiểu về video clip á thì anh em sẽ dễ luyện cái trái pin này hơn đặc biệt có số anh em đánh video clip không nhiều á mà qua thẳng bà băng á thì cái lẽ hơi khó anh em nào tự tập luyện được thì tốt nha còn anh em nào chưa tập luyện được cái cú săn ly này á thì à, Uh, chân trên online thì mình chỉ nút số thì dễ nhưng mà chỉ kỹ thuật thì anh em thông cảm thì mình cũng chỉ uh, hướng dẫn hết những cái lời nói có thể và đem những hình bi làm thí dụ cho anh em để anh em thấy nhưng mà để mà thật sự anh em đánh được hay không đó mình không 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 nắm chắc được anh em nào tự tập được cú xăng ly thì chúc mừng anh em còn nếu anh em mà chưa tập được á thì anh em có dịp thì đến đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, ha uh, có những cái khóa học offline cùng với lại uh, ban huấn luyện của ABB để chỉ với anh em những kỹ thuật, những kỹ năng đó thì kỹ năng này là tương đối kỹ năng khó nha anh em à, không phải nhiều người đánh được cái cú bi đó đâu tuy nhiên là mình cũng yêu thích cái loại hình bi đó cho nên mình tập luyện với nó khá nhiều nếu mà tính tổng thời gian mình đập cái cú bi này và mình nhuần nhuyễn mình kiểm soát được, mình tính được cái điểm đánh, điểm trúng của nó lên em, mình hướng dẫn cho anh em là mình đập cũng phải cái bi này là mình tính ra mình đập từ năm 2018 tới giờ năm 5 năm rồi đó rồi đó mình điều khiển được nó đó ví dụ như mới đánh anh em thì đánh ra cú nhưng mà anh em điều khiển chú bi nó chạy theo ý mình để mà nó dễ trúng rồi cái đó thì thì anh em phải giỏi lắm anh em phải mất thời gian khá nhiều nhưng nếu như anh em mà, à, mà tin tưởng và có thể đến ABB mình sẽ trực tiếp hướng dẫn thì chừng một buổi một buổi là anh em biết cách đánh chú bi đó. À, và những cái hình bi mà anh em yêu thích như là cu lê nhồi, hay là đảo lăn hay là những hình bi mà nó thiên về kỹ thuật mà đẹp mắt ok mình có thể hướng dẫn chia sẻ cho anh em nếu anh em có cái cái gu yêu thích nhưng thực tế thì hình bi đó nó không phải là tính chất biểu diễn nên em thấy những hình vi nãy giờ là mình dùng để phá bê tông luôn á không nó giải được cho mình những hình vi khó cũng gây ấn tượng được cho đối thủ và khán giả đúng không? thú vị và mình cũng gieo được cảm xúc cho chính bản thân mình mình là người chơi mình đánh được những hành vi đó là rất là vui chứ đúng không ok cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và subscribe kênh cũng giống như chia sẻ cho anh em đồng đạo bộ môn video văn cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh AB rất là nhiều Uh, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo và mình sẵn sàng nhận những cái câu uh, hỏi dưới bình luận anh uh, em cần hỏi thêm những cái điều diễn thắc mắc về visa bằng trong khả năng mình hiểu biết của mình mà có thì mình sẽ chia sẻ những cái nào khó quá thì mình cũng uh, xin phép bỏ qua mình cũng không phải uh, thiên bài có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào về visa ba ha anh em cũng đừng thách đố mình cái vì khó quá mình cũng không giải quyết được đâu. Được không? Cảm ơn, hẹn gặp lại.